Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi xưởng cái máy điều hòa Samsung 9.000 một chiều. Thì vừa tháo cái mạch xuống, kiểm tra thì thấy cầu chì đang đứt. Mình đã kiểm tra thì thấy cái cầu chì đứt này, IC nguồn này chập này, biến áp xung này là cũng bị đứt dây luôn. Đó, các bạn nhìn này, cả cầu diode này nhá cũng chết. Đó, lổ tung tóe, một cầu chì ở đây cũng đứt này. À, một con cầu chì do nguồn này, này và cầu chì trên mạch này cũng đứt. Đó, thì bật thì không lên nguồn. Thì bây giờ mà đi đi kiếm cái biến áp xung này, IC thì có thể dễ, nhưng mà kiếm biến áp xung mà đúng loại để nhét vào. Các bạn vào xem ở kênh chia sẻ kiến thức, hãy kích vào nút đăng ký để cập nhật những bài mới nhất và bật chuông thông báo để mỗi khi có một bài chia sẻ mới thì sẽ báo cho các bạn để các bạn cập nhật. Nào thì nó sẽ không đơn giản chút nào, kể cả nguồn mà mua lại mà thay vào thì tổng giá thành lên thì có khi còn cao hơn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là thay một cái mạch nguồn đa năng này. Cái nguồn đa năng này mình mua cái loại mà có điện áp của nó là 5V, 12V và 18V. Vì mình mua là mình còn có thể thay cho cả bếp từ nữa, bếp từ, bếp hồng ngoại nữa, nên là cần cái điện áp ra là 18V, nên là mình mua cái loại này luôn. Có thể là thay được cho điều hòa và bếp từ luôn. Đó, nên là mình chọn cái loại nguồn này. Thì nhân đây mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể thay cái nguồn này vào vừa nhanh mà không bị phức tạp như cái này. Cái này nếu mà có linh kiện mà không hỏng biến thế thì có thể thay IC và một số linh kiện thì nó cũng không phải là quá khó. Nhưng mà vì bây giờ cả biến áp cũng lổ rồi, mấy linh kiện xung quanh đều bị, thì thay thì nó phức tạp hơn. Mà mạch thì bây giờ cũng cũ rồi, lát rồi. Đây, các bạn nhìn mạch đây cũng cũ lát bong rồi. Đó, thì chọn cái giải pháp này thì nó nhanh hơn. Thì các bạn, đầu tiên các bạn cần phải nhổ những cái linh kiện chập hỏng này ra nhá. IC nguồn hiện tại mình không nhổ cũng được, thì mình nhìn trên mạch được, nhưng mà tốt nhất là các bạn lên nhổ ra. Mình nhìn trên mạch thì thấy nó không liên quan lắm, thì tại vì mình nhổ biến thế rồi nên mình bỏ nguyên. Còn nếu không thì các bạn nhổ được thì cũng lên nhổ ra. Và các cái cầu diode đầu ra này này, cũng phải kiểm tra đo xem là nó có chập không. Nếu chập ấy, các bạn thay vào sẽ chết luôn cái nguồn này nhé. Đó, và nguyên nhân gì cái biến thế này chết, nguồn này chết, thì có thể là nguyên nhân ngẫu nhiên, nhưng mà cũng có thể là có linh kiện nào nó bị lỗi rồi và nó chập dẫn đến quá tải thì làm nguồn chết. Thì trước tiên các bạn muốn thay ấy, thì các bạn lên đo ở chân nguồn, tức là tìm cái con 7812 và 7805, các bạn là dùng đồng hồ để thang ôm các bạn đo xem nó có bị chập không. Trong trường hợp các linh kiện ngoại vi phía sau này mà bị chập chẳng hạn, hoặc các cái con diode ngay ở đầu nguồn ra nó chập chẳng hạn, các bạn thay vào nó chập, tức là nó làm cho quá tải cái mạch nguồn mới của các bạn, thì sẽ hỏng luôn.
Đó là cái điều quan trọng nhất khi mà mình thay một cái nguồn vào, hoặc là kể cả thay linh kiện này bạn cũng vậy nhé. Thay linh kiện này vào các bạn cũng phải lên đo kiểm tra cái đầu ra. Nếu mà không đo kiểm tra đầu ra, thay IC này vào là một phát là cũng lổ luôn. Vì những cái này cũng rất dễ chết. Nếu sai dao động thôi là nó cũng chết. Đó. Tiếp đến là sau khi nhổ các cái linh kiện ra rồi thì đầu tiên các bạn phải tìm cái đầu nguồn vào, hoặc là đây ví dụ như con này là nó chết này thì mình cũng phải thay con này rồi này. Để khi từ nguồn 220 vào đây đi qua cầu diode này, nó tạo điện áp 300V ở trên hai con tụ lọc nguồn này. Đây. Hai tụ lọc nguồn này. Vì cái mạch nguồn này nó không có cầu diode, nó cần cái nguồn 300V. Nên là tiếp tiên các bạn phải thay cầu diode này, thay cầu chì nhá, để nó có nguồn 300V. Thì ở đây trên này nó cũng có cái sơ đồ cũng khá là rõ. Các bạn nhìn này. Đây là có dấu cộng này, dấu trừ này. Thì đây là dấu cộng, dấu trừ của cái nguồn 300V cấp cho cái mạch này. Đó. Sau đó các bạn sẽ chọn cái điểm dương tụ này là 300V, thì nối với đường dương của cái mạch này 300V và mát cũng đấu vào mát của cái đường 300V này. Tiếp đến thì trên này thì nó đã ghi rõ rồi, 0V này là mát này, 5V này, 12 và 18V. Đó. Thì các bạn cần cái điện áp nào thì lấy điện áp đó. Thì hiện tại cái mạch này mình đang cần, nhìn ở trên này thì thấy rằng là nó từ biến thế biến áp xung này nó đưa ra thì nó vào thẳng con 7812 này, ra ổn áp ra 12V này. Mà sau đó thì nó có một con 7805. Nên là mình không cần phải lấy cái nguồn 5V từ đây ra nữa. Mà mình lấy thẳng 12V ra. Mình sẽ đấu vào cái đường chân vào của con 7812 này. Đó. Thì khi đo thì cái nguồn này nó hơi cao hơn chút thì nó qua con 7812 nó ổn áp xuống đúng 12V. Sau đó thì lại đi qua con 7805 để nó ổn áp cho cái vi xử lý và các cái mạch liên quan. Thì ở đây cũng lấy ra cái chân mát. Đây, chân ngoài cùng là chân mát này. Đây, chân ngoài cùng là chân mát này. Sau đó chân 12V này. Dây trắng này mình hàn vào chân mát nhé. Và dây vàng là dây 12V. Thì các bạn sẽ hàn vào chân giữa của con 7812 là chân mát này. Con 7812 chân mát này. Dây vàng là 12V thì hàn vào chân đầu vào của ổn áp 12V nhá. Ổn áp 7805. Đây con này là 7805 này. Đó. Thì nó sẽ ổn ra được đúng cái điện áp mình mong muốn, cả hai điện áp. Một cái lưu ý quan trọng đó là các bạn nhìn ở trên cái mạch này, nguồn này thì nó đang là nguồn zin của nó thì nó đang là nguồn cách ly nhá, biến áp xung nhưng mà đầu ra là cách ly không liên quan gì điện áp đầu vào. Nhưng cái mạch mới này làm nó dùng mát chung nên là sẽ có điện áp từ ngay sau cầu diode. Mà ngay sau cầu diode này các bạn dùng bút điện vào lò đỏ này, từ 220 này đi qua cầu diode là lắn lọc ra cộng trừ này, thì nó sẽ vừa là điện áp cao mà lại thử vào là vẫn đỏ nên có thể giật. Mà thằng này lại dùng mát chung nên là sau khi thay cái nguồn này thì tất cả trên những này có thể, nếu mà do nguồn mà đảo không đúng thì có thể trên này sẽ có nguồn 220 và có thể sờ vào là vẫn giật như thường. Nên là khi sửa cái này đã thay rồi, hoặc là sửa bất cứ cái mạch nào, các bạn lên tắt nguồn đi, tắt át đi,
thì mới được động vào, nhất là gặp cái nguồn này, vì cái nguồn bếp từ và cái nguồn này là hầu như nó sử dụng là đi mát chung nên đi trực tiếp về 220 đó. Thì bây giờ mình sẽ lắp lại thử xem nó có hoạt động được không nhé. Bạn nhớ kích vào đăng ký, sau đó bật chuông để thông báo. Nhân tiện tháo ra thì mình đo luôn cho các bạn biết luôn là cái sen ruồi này, cái sen cảm biến nhiệt độ gió này nhé, là ở nhiệt độ như hôm nay là khoảng 30 31 độ thì cả điện trở của nó là 3 là 7,6 kilo ôm nhé. Và sen đồng là đang là 7,8 kilo ôm nhé. Đó. Thì đây là cái máy đang chạy tốt bình thường nên là đo để cho các bạn lấy được cái thông số của nó để các bạn có thể đi sửa biết được là nó đúng hay sai. Bây giờ các bạn chờ tí, bây giờ mình sẽ lắp lại xem nó có hoạt động được không. Bây giờ thì đã lắp xong rồi, tí nữa thì sẽ cài lại lại để lắp giả khách, nhưng mà bây giờ là mình đang thử đã xem có chạy không. Thì đây là cái mạch nguồn nhá, thì mình sẽ nhét vào trong hộp này. Đó. Bây giờ sẽ bật thử để xem nó có chạy được hay không. Đó, bây giờ đã lên nguồn này, cửa gió đang đóng lại này. Bây giờ mình bật thử nhá. Đó, cửa gió đã mở ra. Có tiếng quạt chạy này. Đó, đèn báo nguồn đã sáng. Thì có một số cái IC nguồn ấy nó độc lạ khó kiếm, hoặc là nó hỏng lặn cả mạch nguồn, lủi bay cả mạch nguồn mà main nó vẫn sống chẳng hạn. Thì theo mình thì chọn cái giải pháp này là hay nhất, nó tiện, chứ còn cái mạch nó nhiều khi nó lổ bong đi rồi sửa cũng rất là phức tạp và kỳ công. Đó, thì bây giờ nó chạy rồi thì mình đậy lại giả khách thôi. Đó, bây giờ đã lắp xong rồi nhá. Bật cho chạy nó là xong. Vẫn gá lại như bình thường, vẫn như zin. Đấy, quạt đã chạy. Chờ một tí là lốc nó chạy thôi. Thì clip này mình dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người, cho các bạn thợ cùng biết.